Anh Gấu Đỏ, em vừa học được một chiêu phòng thân. Bây giờ anh giảm làm cướp đi. Đấy, tu mạo anh em. Anh người tốt này bắt anh giảm làm cướp. Cứ đúng mà thôi, đóng vào áp một lần các bạn làm gì? Đây, tu mạo, túng túng vào đây. Đấy, được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ anh đang khống chế em đúng không? Em phát này. Rồi, em phát này. Thoát được rồi đấy. Đẹp quá các bạn ạ. Ôi con ơi, đi thi người mẫu. Nào, Việt Nam, let's go. Lộ quá phòng tân thế này mà, tao đi về tay áo đi. Anh Gấu Đỏ, anh có tin ấy là em đi xe đạp lùi lên dốc được không? Hả? Lùi được không? Chỉ có đi tiến thì đi lùi làm sao được. Em sẽ biểu diễn cho anh xem. Thấy em đẳng cấp chưa? Ui rồi, tưởng thế nào? Hóa ra tua ngược video. Tua ngược video đọc ngược ấy các bạn này. Sáng hai người ăn gì chưa? Tớ chưa Hà Sam ạ. Anh cũng chưa Hà Sam ơi. Bây giờ anh em mình đi mua bánh mì pate ăn đi. Hà Sam, việc gì phải đi mua? Tớ làm được mà. Anh cũng biết làm bánh mì pate, ở nhà anh làm cho mà ăn. Ui giời, em làm ngon hơn nè. Anh làm ngon hơn. Thôi, anh làm không ngon, em làm ngon hơn. Anh làm bánh mì pate ngon hơn. Thì, anh có biết làm đâu mà. Bánh mì của anh còn kẹp thịt ngon cực kỳ luôn. Của em còn kẹp trứng cơ. Ui, em kẹp thịt ngon lắm. Thôi, bây giờ hai người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chúng mình tổ chức cuộc thi vua bánh mì để xem ai là người giành chiến thắng nha. Em sẽ làm ban giám khảo cho. Ta chính là đầu bếp Đông Phương bất bại chưa bao giờ thua. Món ăn của ta từ người già đến người trẻ đều thích. Món ăn của ta chế biến ra đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Các bạn hãy ủng hộ cho ta Đông Phương bất bại giành chiến thắng này nha. Xin chào tất cả các bạn, mình chính là đầu bếp Châu Tình Tình. Các bạn nghe tên mình có thấy nổi tiếng không hả? Mình đến đây với tiêu chí vui là chính và chiến thắng là số 1. Hôm nay mình sẽ đánh bại tất cả các đối thủ để cho các đối thủ biết thế nào là đầu bếp số 1 thế giới, chính là Châu Tình Tình. Các bạn hãy like video này để ủng hộ mình nha. Châu Tình Tình, châu bỏ tinh còn không thắng được. Nói gì đến Châu Tình Tình? Ngươi nhầm rồi, ta là châu báu ngọc ngà chứ không phải là châu bò đâu, ngươi biết chưa? Còn ngươi là Đông Phương thất bại. Tức là suốt ngày thất bại đúng không? Ngài sẽ thua ta thôi mà xem. Kiểu gì, ngươi cũng sẽ thua ngươi ta. Ngươi thua chắc rồi. Thất bại rồi. Vừa rồi chính là màn tự bốc phét bản thân của hai thí sinh xanh và đỏ trong cuộc thi vua đầu bếp năm nay. Các bạn có thấy ngầu hay không? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với luật thi của chương trình như sau. Trong vòng 30 phút, hai thí sinh của chúng ta, ai làm ra một món bánh mì ngon nhất thì sẽ giành được điểm tuyệt đối và trở thành vua đầu bếp năm 2021. Thôi, bây giờ hai thí sinh đừng cà khịa nhau nữa, Chúng ta bắt... Chúng ta bắt đầu vào cuộc thi thôi. Đây là một chiếc bánh mì thượng hạng. Bên trong thì mềm và bên ngoài thì là giòn. Không tin ta sẽ bóp thử cho mọi người xem và vụn nó sẽ rơi lả tả xuống đây. Ấy. Ê, ta nhầm. Đấy là sau khi chế biến. Còn bây giờ ta đi vào chế biến luôn đây. Đủ mềm rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chế biến các bạn nha. Các bạn ơi, đã có một đĩa thịt sống các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho một ít muối vào để tẩm ướp gia vị. Thánh tắc muối đây. Ui. Thôi, làm nghiêm túc tí các bạn ạ. Rồi, tắc một ít muối vào. Đây. Bây giờ sẽ đợi trong vòng bình thường mình sẽ đợi 15 phút, nhưng bây giờ thời gian gấp gáp mình sẽ đợi 2 phút thôi các bạn nha. Và mang đi nướng. Đầu tiên ta sẽ thái xúc xích. Thái càng nhiều, ăn sẽ càng ngon. Để có một chiếc xúc xích đẹp thì người thợ
cần phải khéo tay, những vết cắt phải đều tăm tắp. Rồi, bây giờ xúc xích đã cắt xong thì mình sẽ cho vào chảo và rán. Các bạn hãy nhìn vào đây, nó sẽ xèo xèo vàng lên. Quên, chưa cho rau. Để xem thí sinh quân hiếp đang làm đến giai đoạn nào rồi các bạn ơi. Úi dồi ôi, đang rán xúc xích hả quân hiếp? Đang rán xúc xích. Ôi, sao mà cậu cho nhiều xúc xích thế? Này, bánh mì xúc xích là bánh mì hot dog à? Đúng rồi, hot dog. Rán càng nhiều xúc xích, ăn nó sẽ càng đã. À, ăn càng đã, ôi. Ê. Thí sinh quân hiếp này á, món ăn nghe có mùi hấp dẫn. Tuy nhiên là không có cái màng chắn ở cái chảo này rất là nguy hiểm các bạn ơi. Mỡ này nó bắn tung tóe đây là phải tránh xa. Coi qua các bạn ơi, mình đang nhóm bếp để nướng thịt các bạn ạ. Làm món thịt nướng bánh mì cực kỳ ngon luôn. Anh gấu đỏ. Anh gấu đỏ ơi, sao mà anh nướng thịt kiểu gì mà khói ôm lên thế? Anh gấu đỏ. Thịt bắt đầu săn săn lại rồi đó các bạn ạ. Màu vàng đã bắt đầu tô lên từng miếng thịt rồi. Úi cháy. Nướng thịt này không được để lửa cháy các bạn nha. Nếu mà lửa cháy thì thịt cũng cháy đó. Cần phải nướng bằng than thì thịt mới vàng được. Sang xem anh gấu đỏ ấy, làm đến đâu rồi? Wow, đây là nước sốt mà đời cha ông mình đã để lại, mình cũng không biết từ đời nào, nhưng đây là nước sốt thần thánh các bạn nha, để quyết vào thịt thế này các bạn ơi. Ui, anh gấu đỏ, món bánh mì của anh là có thịt á? Có thịt đấy. Ui, lại còn có nước sốt thần thánh, nước này có cay không? Ui, khoái quá anh ơi. Nước này không cay, rất là ngon và ngọt luôn. Em nhìn này, lớp vàng óng luôn này. Đây, ui. Các bạn ơi, thịt này hơi xe rồi. Này, cái lớp nước sốt thần thánh à? Thần thánh của ông cha anh để lại đấy. Của ông gia truyền rồi. Bánh mì gia truyền, hôm nay mang đi thi. Hy vọng cái món bánh mì gia truyền của anh ấy không làm cho em thất vọng. Em cứ đi yên tâm, tin tưởng anh. Nhưng mà món này hơi khói anh ạ. Hình như là cái món này ăn là tí nữa là phải kiểu như là thêm một chút khói mới lãng mạn. Xèo quá. Quân hiếp. Hả? Nhanh lên, gấp lên. Cái gì? Thời gian ấy bây giờ chỉ còn một nửa thời gian nữa. Anh gấu đỏ, anh ấy nướng thịt gần xong rồi. Ôi giời, mình nướng thịt gần xong rồi. Mình rán trứng xong là xong các bạn ạ. Ôi giời, không nó. Nhanh lên. Này, ngoài ngon là còn phải đẹp mắt nữa nha. Cậu còn phải nhớ là còn có phần trang trí nữa nha. Rồi, yên tâm. Ui, cháy hết rồi các bạn ơi. Mải mê nói chuyện một tí mà đã cháy đen cháy chì, nhưng mà nhìn vẫn là rất ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải lau cái đầu này đi để cho nó sạch và mình sẽ rút thịt ra các bạn nha. Ui, wow. Nhìn hấp dẫn không các bạn ơi? Đây này các bạn ơi, để đây lát nữa mình sẽ cho vào bánh mì của mình các bạn nha. Ui. Làm nào mà chả an toàn nhiều các bạn. Cái này nó hơi bắn. Đấy, phải quấn vào nó tròn. Bánh mì rất nhanh cháy lên, mình phải trông liên tục các bạn đấy. Vừa đặt một cái đã cháy rồi các bạn ơi. Khi nào mà mình dí tay vào đây mà thấy bánh mì giòn thì là được các bạn nha. Thơm quá, mùi bánh mì bơ sữa thơm quá các bạn ơi. Wow, các bạn thấy từng trần xùi trên bánh mì chưa? Đây này các bạn ơi. Đấy, nhìn như kiểu bị nổi da gà các bạn ạ. Giòn giòn rồi đấy. Cho một ít nước sốt vào đây. Các bạn thấy bóng nhẫy chưa? Tiếp theo lại nướng tiếp các bạn ạ. Lật lên lật xuống thế là có một món bánh mì tuyệt vời rồi. Món bánh mì của Châu Tinh Tinh chắc chắn là sẽ thắng quần hiếp.
Thời gian sắp hết rồi, mình phải làm nhanh tay lên mới được. Sắp hết thời gian rồi, chết. Nhanh lên, có đất bờ rồi, nhanh lên. Ôi, cái trứng này sao mà nhìn như bánh rán thế này con em ơi. Bánh rán, trứng ốp mà. Trừ điểm. Lại trừ điểm. Nhanh lên. Ôi, chiếc bánh này nhiều dinh dưỡng này nè. Vừa có trứng vừa có xúc xích các bạn ơi. Rau riêng, đồng hoàng nhá. Bánh mì của mình đặc biệt hơn là không để cả cái ăn mà mình sẽ cắt ra các bạn ạ. Lòn rụm luôn này. Các bạn nghe thấy tiếng giòn rụm không? Rất là ngon luôn. Ngửi thôi đã muốn ăn rồi các bạn ạ. Wow. Tiếp theo cái thứ hai này. Wow, các bạn ơi, nhìn nè, hai mâm đồ ăn. Bên này là của quân hiếp nha. Wow, nhìn nè, có xúc xích này, có trứng này, rồi còn có cả rau xanh, rất nhiều rau xanh nữa các bạn ơi. Một chiếc bánh mì siêu to khổng lồ. Còn bên này của anh gấu đỏ thì là không siêu to khổng lồ, nhưng mà là có hai cái bánh mì nè, rồi thịt nướng, thịt này hơi cháy đấy các bạn ơi. Rồi, bên này ít rau hơn các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức món ăn của anh gấu đỏ trước các bạn nha. Đúng rồi, thưởng thức của anh như là sao ơi. Rồi, thịt. Rồi, từ, ăn món này của anh là phải khoáng đều nước chấm lên. Đấy, các loại sốt, nước sốt với nhau thành một hỗn hợp. Quẹn lại. Và quẹn lại với nhau rồi mới ăn. Rồi. Đấy. Rồi ăn kèm một miếng bánh mì. Đây. Ngon. Giòn rụm đúng không? Ngon. Giòn. Mà cái nước chấm ấy nó rất là đậm đà anh ạ. Bánh mì em còn chưa chấm đâu, em chấm bánh mì xem. Nhìn hấp dẫn không, Giòn quá anh có lỗi. Ngon lắm rồi. Thôi, cậu ăn hết đi, xong để ăn của bên tớ khỏi no. Rồi, chiếc bánh mì của quân hiếp hơi dài quân hiếp ơi. Đây. Bánh mì này là dùng thìa làm ra mà ăn được. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Wow. Siêu to khổng lồ. Ăn cái bánh mì này lo mấy ngày các bạn ạ. Đây, cậu ăn ở giữa. Đấy, đúng rồi. Wow. Bánh mì của quân hiếp ấy thì có mùi xúc xích này, thơm này. Rồi tương ớt thì đậm đà này, rồi rau sống thì tươi. Mỗi tội cắn một cái ngập mặt bẩn cả má luôn các bạn ạ. Không bao ăn thế nó mới đã nha. Làm miếng xúc xích và miếng trứng rồi kèm bánh mì. Cẩn thận rơi hết nha. Chiếc bánh mì này to quá con hiếp ạ. Rồi cậu phải xé đôi ra thế đúng. Đấy. Này con hiếp. Kẹp cái xúc xích sang nha. Đúng rồi, đấy. Xúc xích không đào rồi. Rồi, làm một miếng. To. Đúng rồi, ui. Cẩn thận nhé. Ngon quá anh ạ. Thơm. Ngon. Của mình là đầu bếp Đông Phương bất bại. Đông Phương thất bại. Món ăn của anh gấu đỏ mang hương vị truyền thống các bạn ơi. Thịt nướng hơi bị cháy, nhưng mà bù lại cái nước sốt đậm đà này thì lại bù lại điểm rất là cao các bạn ạ. Ăn ấy vừa thơm vừa ngon, vừa béo vừa ngậy. Độ mặn thì vừa đủ. Bánh mì ấy, vỏ bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm. Tuy nhiên thì anh gấu đỏ nướng hơi bị quá tay nên là hơi bị cháy các bạn ạ. Mình sẽ cho anh gấu đỏ 8 điểm các bạn nhá. Còn của quân hiếp, một chiếc bánh mì cực kỳ thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, màu đỏ rồi màu vàng, có đủ cả màu xanh cũng có, nhìn rất là bắt mắt. Và
Trong khi đấy thì nè, xúc xích nè, rồi trứng nè. Wow, kết hợp với bánh mì thì quá là thơm ngon luôn. Bài của Quân Hiếp, mình sẽ chấm cho Quân Hiếp 10 điểm. Đông Phương bất bại của ta đã thắng Châu Tinh Bò. Anh làm sao thế mà được có 8 điểm? Quân Hiếp kém, quá kém. Vậy là mình đã giành chức vô địch năm 2021. Bỏ cái mũ này xuống và đeo ngai vàng lên. Cái gì hả Quân Hiếp? Bỏ mũ đầu bếp xuống để đeo ngai vàng á? Ngỡ được làm vua ảo tưởng ạ.